Thưa quý vị, hướng về bà con nông dân tỉnh Hải Dương bị ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, hơn 30 đoàn viên thanh niên tại thị xã Phú Mỹ đã kêu gọi mạnh thường quân cùng tham gia chiến dịch giải cứu nông sản cho nông dân nơi đây. Và cũng nhờ sự lan tỏa đó mà 8 tấn nông sản sau khi đến Phú Mỹ đã nhanh chóng được tiêu thụ hết. Có mặt từ sáng sớm để đón những chuyến hàng nông sản, rồi nhanh chóng vận chuyển nông sản cẩn thận xuống xe để bán. Dẫu trời mỗi lúc một nắng nóng nhưng cũng không làm suy giảm tinh thần nhiệt huyết của những bạn trẻ này. Công việc nó hơi nặng nhọc mà cũng ra nắng nhiều, nhưng mà các đoàn viên của xã như các bạn trong nhóm tình nguyện cảm thấy rất là vui, rất là phấn khích, dù cực một tí nhưng mà hỗ trợ được cho bà con của mình vượt qua những cái lúc khó khăn. Nhóm thiện nguyện Tóc Tiên phối hợp với đoàn xã Tóc Tiên hỗ trợ khoảng 3 tấn nông sản cho bà con Hải Dương. Chương trình giải cứu nông sản hỗ trợ nông dân tỉnh Hải Dương do hơn 30 đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên đến từ công ty công nghiệp hóa chất mỏ Nam Bộ, xã Đoàn Tóc Tiên và nhóm thiện nguyện Tóc Tiên cùng phối hợp thực hiện. Vốn mua 8 tấn nông sản cùng tiền thuê xe chuyên chở do các mạnh thường quân trong và ngoài thị xã Phú Mỹ tài trợ. Nông sản gồm rau, củ, quả, su hào, cà chua, bắp cải, khoai tây, cà rốt. Sau khi mua về được bán tại cổng trụ sở công ty công nghiệp hóa chất mỏ Nam Bộ, phường Mỹ Xuân và rừng tiểu học Tóc Tiên, với giá gốc như mua từ Hải Dương. Chương trình nhận được rất nhiều sự đồng tình ủng hộ từ người dân địa phương. Tôi cũng đã chờ trực đây để mua hỗ trợ đồng bào Hải Dương. Mình cũng là người con Hải Dương nên cũng rất thương đồng bào. Cái chương trình này rất thiết thực. Nó ủng hộ trực tiếp vào cái đời sống của đồng bào ngoài Hải Dương gặp rất là khó khăn. Thanh niên ở đây rất hay và phục vụ bà con rất tận tình ạ. Chỉ trong một buổi sáng, các tình nguyện viên đã bán hết 8 tấn nông sản của Hải Dương, thu về hơn 60 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được trao lại cho các mạnh thường quân hỗ trợ chương trình. Mục đích chủ yếu là mình muốn là chia sẻ những cái khó khăn cho nhân dân ở khu vực đấy. Thông qua đó thì tạo ra cái tính triện để giúp cho đoàn viên thanh niên trong đơn vị là biết được cái tinh thần đoàn kết của dân tộc. Giống như là Bác Hồ đã từng nói là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Những chiếc áo xanh tình nguyện bên cạnh những chuyến hàng giải cứu nông sản cho bà con nông dân Hải Dương đã và đang góp phần làm đẹp hơn bức tranh xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu trong tháng 3, tháng thanh niên.